B4 Chư Sư Ni. Một La Mã Diệu Thành. Sư Ni Diệu Thành, con của họ Hà ở Hồ Châu. Cô bẩm tánh thông minh, mẹ cô phụng Phật. Lúc còn thơ bé, mỗi khi thấy mẹ lễ Phật và niệm Phật, cô liền chắp tay niệm theo mẹ. Năm 21 tuổi, về làm dâu nhà họ Dương. Chưa đầy nửa năm, chồng chết. Cha chồng vốn là một cư sĩ ăn chay niệm Phật. Nhà chồng nghèo, cô phải làm để cung phụng cha mẹ chồng. Sáng sớm và tối, cô tụng kinh Hoa Nghiêm, niệm Phật, định làm thời khóa thường ngày. Trải qua hơn 10 năm như vậy. Về sau, cha chồng xuất gia làm sư tăng. Mẹ chồng qua đời, cô bèn xuất gia làm ni tại Am Quảng Nghiêm. Sau khi thọ cù túc giới, cô giữ gìn giới hành tinh nghiêm, càng chuyên chí tụng kinh niệm Phật. Năm Gia Khánh thứ 19, Triều Thanh, cô nhóm bệnh sơ sài, bảo chúng rằng: tuổi đời của tôi đã mãn, 3 ngày sau tôi sẽ về Tây Phương. Đại chúng nên gắng sức tu trì, sau này hoặc còn được có lúc gặp nhau, chớ quên lời dặn của tôi. Đến ngày thứ 3, giữa lúc cô đoan tọa niệm Phật, cô bỗng ngước đầu lên nói: Đức A-di-đà Phật đã đến trước, tôi xin đi. Dứt lời, cô liền nhắm mắt mà tịch, được 47 tuổi. Trích ở Nhiễm Hương Tục Tập. Hai La Mã Đạo Càng. Ni sư Đạo Càng họ Trần, từ Thế Thiện, người Gia Hòa. Năm 17 tuổi, cô xuất gia tại La Am ở Tú Châu. Tánh cô thích ở riêng vắng vẻ. Cô xem chuyện cơ duyên của cổ đức, bèn phát chí hướng thượng. Sau khi thọ cù túc giới, cô đến chùa Quốc Thanh ở Thiển Khai tham thiền lý nơi Bửu Lâm đại sư. Khi ra mắt đại sư, cô liền hỏi: thế nào là đại nhân tướng? Đại sư bảo: chờ lúc ngươi trừ bỏ ngũ chướng đã, ta sẽ nói cho. Cô nói: dữ không? Thế thời đã gặp hòa thượng đấy. Đại sư bảo: ngươi học ở đâu được cái thứ hư đầu thiền ấy thế? Cô bất giác toát mồ hôi, ướt cả lưng, thoạt nhiên tỏ ngộ, bèn đảnh lễ. Đại sư gạn trở lại: thế nào là đại nhân tướng? Cô liền dang thẳng hai tay ra. Đại sư ấn khả. Cô đã được tỏa lý, không đi tham học nữa, ở một am tranh nơi Nam Hồ. Am ấy dột rách mà cô vẫn ở an. Ngôn hạnh chân thật, cảnh thuận cảnh nghịch không động lòng. Lễ Hoa Nghiêm kinh một chữ một lạy được mãn 3 bộ. Tùng Đại Phẩm Bát Nhã được vài mươi bộ. Lần lần đạo hạnh của cô truyền lan, thí chủ dân tập. Không bao lâu mà bên am tranh dột rách, những điện đường đồ sộ đã lạc thành. Cô lập niệm Phật đường, hợp chúng niệm Phật gần 40 năm. Ngày đêm tiếng chuông tiếng mõ không ngớt. Cô từng có bài kệ tự thuật: học đạo chuyên cần năm lại năm, từ nay chẳng chấp có cùng không. Về nhà mựa chớ ngồi nhà mãi, sốt sắng vì người chủng thiện căn. Mùa đông năm Gia Khánh thứ 25, cô nhóm bệnh nhẹ. Ngày 11 tháng 11, cô nói với chúng rằng: giờ dần ngày mai thời tôi đi. Đến kỳ, cô nói kệ rằng: 88 năm không tham không luyến, nay trở về nhà nước trong trăng hiện. Rồi cô bảo chúng đồng thanh niệm Phật. Vì lát cô nghiêng mặt bên hữu mà tịch: ôi có thiền có tịnh, lại hiện nơi nữ lưu, hy hữu thay. Trích ở Nhiễm Hương Tập. Ba La Mã Lan Nhã. Sư Ni Lan Nhã họ Trần, người Ninh Quốc. Chồng cô xuất gia làm tăng ở chùa Tây Thiên. Cô cũng xuất gia làm ni ở am Tam Thừa. Ít lúc sau, cô qua ở am Lan Nhã, nhân đó mà được tên. Ba ngày cô tùy ni chúng lo việc am, ban đêm cô riêng đoan tọa niệm Phật. Cô thích khổ hạnh, ăn mặc đạm bạc. Anh ruột của cô có lúc gửi cơm áo đến cho. Cô từ mà nói rằng: tôi đã xuất gia, nếu thường cùng anh em qua lại, thời khác gì tại gia. Vì sao cô vô bệnh, đoan tọa niệm Phật mà giảng sanh, nhằm tiết nóng nực, đến 7 ngày mà thay cô không sình hôi. Trích ở Nhiễm Hương Tập. Bốn La Mã Đạo Ngộ. Sư Ni Đạo Ngộ từ Huệ Tâm, họ Uông, người Tống Giang. Cha mất sớm, không anh em. Cô cùng ở với mẹ và bà nội. Nhà nghèo lắm, cô không lấy chồng, sớm tối phụng dưỡng mẹ và bà.
Ít lâu sau cô xuất gia tại Am Kiết Tường, rồi qua Địa Tạng Viện thọ Cù Túc Giới, ngày đêm tinh tấn niệm Phật. Tháng 6 năm Đạo Quang thứ 13, mẹ cô niệm Phật mà mất. Cách 7 ngày sau, bà nội cũng qua đời. Đến mùng 5 tháng 8, cô thỉnh đạo sanh hòa thượng mà bạch rằng: "Việc lớn đã xong, con muốn về tịnh độ, xin hòa thượng sắm cho con một cái khánh và ngày mai nhờ chúng niệm Phật một ngày để giúp con giảng sanh." Chiều hôm ấy, cô tắm gội sạch sẽ. Sáng ngày chúng hợp niệm Phật suốt một ngày. Đến tối, cô bảo mọi người: "Đức Phật đến tiếp dẫn tôi." Rồi cô ngồi kiết già mà tịch. Trích ở bộ Thánh Hiền Lục Tục Biên. Năm La Mã Như Trí. Sư Ni Như Trí, hiệu Lễ Tuyền, họ Dương, người Kinh Triệu. Cô ăn chay từ thổi bé, thích nghe tụng kinh niệm Phật. Thấy người chị họ xuất gia ở núi tu hành, cô ham mộ lắm. Song vì cha mẹ quá yêu nên cô chưa dám nói. Cô thường lên núi ở với chị, đội củi gánh nước ăn tương rau. Năm 18 tuổi, cô mang bệnh nặng, thuốc men vô hiệu. Trong lúc hôn mê, cô chỉ đòi cạo tóc xuất gia chứ không nói chi khác. Vì quá lo sợ nên cha mẹ cô đặt bà hương án, nguyện cùng Phật gia hộ cho cô được lành mạnh và hứa sẽ cho cô xuất gia. Bệnh cô tự nhiên giảm dần. Ít hôm là cô được mạnh. Năm 21 tuổi, cô cầu đồng bảo lão hòa thượng Thế Độ, rồi mùa đông năm ấy cầu thọ giới. Sớm tối cô lễ sám, học luật rất chuyên cần. Bỗng bệnh xưa phát lại, cô gượng bệnh thọ 10 giới. Giới sư thương xót, bảo cô về chùa điều dưỡng, chờ lành mạnh sẽ thọ Cù Túc Giới. Về đến chùa, bệnh nặng thêm, không thể chữa, nhưng cô vẫn luôn niệm Phật không ngớt tiếng. Một hôm, cô mở mắt ngó lên hư không và chắp tay, miệng to tiếng 3 lần xưng Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng thời xá 3 xá, rồi cô yên lặng mà qua đời. Bấy giờ nhằm ngày 17 tháng 11 năm Dân Quốc thứ 8. Trích ở tập Cận Đại Giảng Sanh Tập. C4. Chư Tính Sĩ. Một La Mã, Dương Gia Dĩ. Ông Dương Gia Dĩ, người Kiết An, một sinh viên thời văn lịch Triều Minh. Thuở trẻ ông rất ham học, không sách chi là không đọc, nhất là kinh sách của Phật giáo. Năm 13 tuổi, ông trì giới bất sát rất nghiêm, dầu là rệp mũi cũng không làm tổn hại. Năm 24 tuổi mang bệnh, ông mơ thấy đến địa phủ ra mắt Đức Địa Tạng Bồ Tát nơi Điện Minh Dương. Sau khi thức dậy, ông mua chuột, cá, chim để thả và tỉnh tăng đến nhà tụng kinh niệm Phật. Ít hôm sau, ông nói rằng: "Tôi sắp giảng sanh, Thanh Liên Hoa hiện ở trước tôi, đó không phải là cảnh tịnh độ đấy ư?" Từ giờ đó trở đi, ông to tiếng niệm Phật suốt ngày đêm. Một đêm nọ, ông bảo người nhà tắt đèn và nói: "Tôi luôn ở trong quang minh của Phật, không cần đến đèn." Hỏi ông thấy những gì, ông đáp: "Sen báo nở 4 màu." Hỏi có thấy Phật chăng, ông đáp: "Thấy Đức A-di-đà Phật hiện thân cao nghìn trượng, Đức Quan Thế Âm cũng hiện thân đồng như Phật, chỉ chưa thấy Đức Đại Thế Chí." Dứt lời, ông trỗi dậy niệm hương rằng: "Kinh A-di-đà công đức bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, tôi được giảng sanh bậc thượng phẩm." Rồi ông an tường mà mất. Trích ở Giảng Sanh Tập. Hai La Mã, Trần Đạo Dân. Ông Trần Đạo Dân, người Ngô Giang, ăn chay trường từ thổi bé. Năm Gia Tịnh thứ 26, ông quy y thọ ngũ giới nơi Kỳ Diêu Pháp Sư. Mỗi ngày ông đi 6 thời khóa tụng, miệng không rời câu Phật. Năm Vạn Lịch thứ 15, tháng 9, ông biết ngày giờ trước, đi từ biệt các đạo hữu. Đêm 17, vợ ông vừa thắp đèn để đan, ông vòng tay từ biệt vợ rồi lên giường ngồi. Ông cởi giày vớ cột chùm lại với nhau mà nói: "Sáng mai không còn xỏ chân vào nữa." Vợ ông vội kêu con cái ra đứng xem chừng ông và đồng thanh niệm Phật hòa theo ông. Đến nửa đêm, ông yên lặng mà mất, thân vẫn còn ngồi ngay thẳng trên giường. Trích ở Thánh Hiền Lục Sơ Biên. Ba La Mã, Hoa Dĩ An. Ông Hoa Dĩ An, người Tiền Đường, quy y với Liên Trì Đại Sư. Ông vốn là người hiếu thuận, thích làm việc âm đức. Khi tuổi đã cao, ông phụng Phật rất chí thành. Ông hiệp sức với Sư Nguyên Tố lập hội niệm Phật tụng kinh Hoa Nghiêm. Được ít lâu, ông nói: "Mạng số tôi gần mãn, tôi phải gấp lo tư lương về tịnh độ." Rồi ông tự cấm túc ở riêng một nếp nhà, ngày đêm niệm Phật và quán tưởng Tây Phương. Một hôm, ông gửi lời hẹn trước ngày giảng sanh và từ biệt các hội hữu. Trước kỳ hẹn 2 ngày,
thân quyến đến thăm ông, ai nấy đều tỏ vẻ buồn. Ông bảo: có sanh tất có tử, có gì mà buồn. Tôi đương ngưng thần chú tưởng tịnh độ ra mắt Đức Phật A Di Đà. Các người chớ đem lòng tình ái làm loạn động chánh niệm của tôi. Ông cho người đi thỉnh sư Nguyên Tố đến cùng ông đồng thanh niệm Phật. Quả thật ông chánh niệm phân minh, an lành mà từ trần đúng ngày ông đã hẹn. Trích ở giảng sanh tập. Bốn La Mã, Đỗ Cư Sĩ. Đỗ Cư Sĩ người Thuần Thiên, lãnh tục ở ẩn nơi trai đường cạnh chùa Thủy Quang tại Tây Sơn. Ngót 30 năm ông chuyên tâm niệm Phật, có ai tới thăm viếng ông chỉ chắp tay niệm Phật mà thôi. Vì sao? Ông vừa biết sắp chết, bèn kiết kỳ 9 ngày lễ Phật sám hối. Mỗi khi đọc đến lời khấn thiết trong sám văn, thời ông nghẹn ngào rơi nước mắt. Lễ sám đủ 9 ngày, ông đoan tọa mà qua đời. 10 ngày sau mới nhập liệm, thấy ông nhan sắc vẫn tươi như sống. Ngày ấy có mây ngũ sắc trùm văng trên trai đường, người ở Tây Sơn đều truyền nhau khen là sự lạ ít có. Trích ở giảng sanh tập. Năm La Mã, Cố Nguyên. Ông Cố Nguyên hiệu Bửu Tràng Cư Sĩ, người Ứng Thiên. Ông là một danh sĩ thời Gia Tịnh, tuổi trẻ nổi tiếng tài ba, làm thi thơ hay, viết chữ tốt, họa vẽ khéo. Năm 40 tuổi ông bỏ hẳn tất cả nghề trước, ăn chay trường, ở một mình trên một tòa lầu nhỏ chuyên tu thiền quán. Hàng phụ nữ dầu là thân quyến tuyệt không được thấy mặt ông. Mỗi đêm đến đầu canh năm, ông đến mỏ lớn to tiếng niệm Phật A Di Đà. Gần bên lầu có nhà hàng thịt, nghe tiếng mỏ niệm Phật bèn dậy làm heo. Một hôm người hàng thịt ấy dậy trễ, giận rầy mụ vợ sao không đánh thức mình. Mụ vợ nói: ai không nghe giờ này ông đạo nhân đánh mỏ niệm Phật đấy ư? Người ta thời lo tu hành, còn anh lo tạo nghiệp ác. Anh tự không biết tội mà trở lại rầy tôi làm sao vậy? Ngay giờ nói, người hàng thịt ngạc nhiên, tự xét lỗi ăn năn lắm, bèn đập gãy dao bỏ nghề hàng thịt. Do đó những người hàng thịt trong xứ ấy cũng cảm hóa theo mà đổi nghề khác rất đông. Ông Cố Nguyên rất thân với dân cốc thiền sư ở chùa Thê Hà và cùng thiền sư lập hội Tây Phương. Hám Sơn Đức Thành Đại Sư, một đệ tử cao túc của dân cốc thiền sư, một hôm đến Thê Hà, trông thấy cư sĩ đang ngồi dáng dạng rất thanh. Đại sư lại gần, thấy cặp mắt của cư sĩ không nháy, gương mặt như người đã bỏ cõi trần. Lát sau cư sĩ vào điện lễ tháp thờ Xá Lợi Phật. Đảnh tháp bỗng hiện ánh sáng năm màu chói rực, hình như bức màn bảo. Đại sư lấy làm lạ, bèn đem việc ấy hỏi dân cốc thiền sư. Thiền sư bảo đó là Bửu Tràng, ông ấy đương quán tưởng Tây Phương đấy. Ít lâu sau ông Cố Nguyên nhuốm bệnh nhẹ, ông thỉnh vài vị sư đến lầu niệm Phật. Người nhà chạy đến bảo rằng khắp nhà đều nghe mùi hương sen. Chư sư tăng đều kính mừng, nhưng ông vẫn thản nhiên như không, thông thả bảo chư sư rằng: hơn nửa tháng nay tôi luôn ngồi trong hoa sen, thấy thân của Đức A Di Đà Phật lớn khắp cả hư không thế giới. Thế giới đều sắc quỳnh kim. Đức Phật mỉm cười nhìn tôi, nắm tay tôi, cùng lấy y phủ trên mình tôi. Tôi sẽ sanh cực lạc. Mấy người con trai của ông khóc thưa: cha về Tây Phương đã an phận, còn bọn chúng con đây thời làm sao? Ông cười bảo: các con cho rằng cha sống ư, chết ư? Không xem mặt trời kia mọc phương đông rồi lặn phương tây, quả là mặt trời lặn thiệt đấy ư? Rồi ông hẹn giờ trước, đến giờ ông tắm rửa thay y phục, đoan tọa hướng về Tây Phương mà mất. Hương sen thơm ngát tròn 3 ngày mới tan. Trích ở Hám Sơn Mộng Du Tập. Sáu La Mã, Châu Nguyên Chánh. Ông Châu Nguyên Chánh, một danh sĩ ở Hải Diêm, bình sanh ông có chí học đòi hạnh đức của thánh hiền, hàng ngày khắc kỷ rất nghiêm. Năm trên 60 tuổi được thâm nhập thiền duyệt, ông bèn ở riêng một ngôi nhà phía sau vườn, không tiếp khách, không hỏi đến việc nhà. Một buổi sáng ông tụng một quyển kinh Pháp Hoa, xế chiều thời tịnh tọa. Một hôm ông Trần Tắc Lương, học trò của ông, đến thăm và thưa: thầy tuổi đã cao, sao không tạm khai giới rượu ư? Ông nghiêm mặt bảo: có phải là trò muốn bảo ta nên điều dưỡng khí huyết đó không? Trò không hiểu rằng ta đối với sự sinh tử đã được tự chủ. Tắc Lương trùng mình khiếp sợ mà lui ra. Tháng 7 năm ấy, ông nói với người con trai rằng:
cha ở đây không phận sự gì đáng nên đi. Người con hỏi, cha tính sẽ đi đâu? Ông đáp, đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con và cháu cố cầm ông lại. Đến ngày mùng 1 tháng chạp, ông nhóm bệnh nhẹ bỏ ăn. Người nhà trộn rộn lo sắm đồ. Ông nói, chớ vội, đây là việc nửa đêm ngày mùng 8, chứ chưa phải liền bây giờ. Đến kỳ ông đoan tọa muốn từ trần, xong lại nói, trọn đời tôi không hề phụ ai một mái gì. Mùa đông này, ông thợ ở sau nhà dọn cỏ và ban bằng một khoảnh đất bên ngõ giường, ý muốn chờ mùng 1 Tết tiền cho tôi đi đính. Tôi chưa có chi đáp lại tấm lòng tốt ấy. Ông bảo đem giấy bút lại, rồi tự tay viết bài thi gửi tạ ông thợ ấy, và dặn sắp con cháu khi ông mất chừng 2-3 giờ sẽ cho phụ nữ đến, có đến cũng chớ có khóc kể. Dặn xong, ông vẫn ngồi yên tại chỗ nhắm mắt mà qua đời. Hừng sáng, quyến thuộc đến bu quanh mà kêu khóc. Ông bỗng mở mắt, lắc đầu khoát tay bảo. Ra. Khi phụ nữ ra hết, ông mới nhắm mắt mà đi thẳng. Trích ở bộ Pháp Hoa Trì Nghiệm Ký Sự. Bảy La Mã, Châu Đình Chương. Ông Châu Đình Chương, người dân Nam, tánh chân thật hiền hòa. Khi làm ăn, ông không tính là được hay thất. Nếu có dư tiền, đem chia cho người nghèo. Có ai đến bàn luận với ông công sự gì, ông liền cười, không đáp. Thậm chí có ai chế nhạo hay mắng nhục, ông cũng chỉ cười mà thôi. Mỗi ngày sáng sớm, ông tụng một quyển kinh Kim Cang, một biến A-di-đà Phật, một quyển kinh Quan Âm, rồi hồi hướng tịnh độ. Ông tự lấy làm vừa lòng với công việc ấy lắm. Ông từng nói, tôi chẳng rời nhật dụng, chẳng bóng tâm tham ái, như thế là đủ rồi. Năm 87 tuổi, tiết thanh minh, ông lên mộ tạ từ tổ tiên. Về đến nhà, ông liền nói với mọi người, Đức A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát đồng đến rước tôi. Rồi ông lại nói, Đức Quan Thế Âm bảo tôi tuyệt đồ cá thịt, 5 ngày mới được về Tây Phương. Và bắt đầu ngày đó, ông chỉ ăn cháo trắng với rau luộc. Đủ 5 ngày, ông tắm gội, thay áo, đội mũ, bảo các con em tụng danh hiệu của Thất Như Lai. Còn ông thời tụng kinh như những thời khóa thường ngày. Tụng kinh xong, ông đoan tọa mà mất. Qua ngày sau, có mùi thơm lạ từ thấy ông phát ra, sắc mặt vẫn tươi như sống. Trích ở tập Kim Cang Đinh Ứng Lục. 8 La Mã, Trang Quảng Hoàng. Ông Trang Quảng Hoàng từ Phục Chân, người Gia Hưng. Lúc trẻ học nho, lớn lên học y khoa. Đến năm 40 ngoài tuổi, ông nhàm việc đời, bèn chuyên luyện thuật dưỡng sinh. Ít lúc sau mang bệnh, ông ngậm ngùi than rằng, tôi lại không thể là một người thanh nhàn trong trời đất này ư. Ông tạo một miếng giường, chất đá làm núi, trồng bông, sửa kiển, rồi luôn ngày ca ngâm ở trong đó. Một hôm thấy bông héo rụng, nghĩ thân mạng vô thường, ông liền phá bỏ cảnh giường, đóng cửa tọa thiền, cùng tụng kinh Kim Cang, kinh A-di-đà, vân vân. Sau đó ông đi Hàng Châu, gặp một cụ già cùng nhau luận về Phật Pháp. Cụ già hỏi, ông học Phật mà ai là thầy của ông? Ông đáp, tôi không có thầy. Cụ già bảo, chắc ông đã từng đọc sách Phục Khí của Liễu Tử Hậu chứ. Trên đường đạo vô thượng di diệu mà không có người dẫn dắt, đâu khỏi sự lầm lạc. Gần đây có Liên Trì Đại Sư ở chùa Vân Thê, sao ông không đến tham học? Ông dâng lời đến chùa Vân Thê ra mắt Liên Trì Đại Sư. Đại sư giảng về pháp môn niệm Phật. Ông xin quy y Thọ Ngũ Giới. Khi về nhà, mỗi ngày ông định khóa 5 vạn câu Phật, hành trì chưa đầy nửa năm, thời tâm địa được đứng trong. Năm 80 tuổi, ông lại đến Vân Thê thọ Bồ Tát Giới. Ông thường lo người trong xứ không hiểu chánh pháp, phần đông xu hướng theo tà giáo. Ông mới rút lấy những yếu ngữ trong những bộ kinh luận về tịnh độ, làm thành bộ Tịnh Độ Tư Lương Tập để khuyên người. Từ đó lần lần người trong xứ được cảm hóa mà trở về chánh pháp. Trích ở bộ Tịnh Độ Tư Lương Tập. 9 La Mã, Bào Tông Triệu. Cư sĩ Bào Tông Triệu, tự Tánh Tuyền, người Thiệu Hưng. Nhà ông vốn là tín đồ đạo Phật đã nhiều đời. Năm 20 tuổi, ông ăn chay trường, thọ ngũ giới, thuộc lòng 2 bộ Kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm, mỗi ngày đều tụng giáp bộ 1 bận. Ngày nọ, thân phụ ông sai ông coi hạng giấy ở Gia Hưng.
dẫn ông xé giấy xem. Và ông quỳ một lát cho đứng dậy. Thời ông đã tụng xong 10 quyển kinh Lăng Nghiêm. Ít lúc sau, ông theo học đạo với các đại thiền sư như Tứ Bá, Tán Mộc, vân vân. Khi gần già, ông hai ba phen đến tham phỏng Liên Trì đại sư, rồi xin quy y thọ giới và dốc lòng tu tịnh nghiệp. Ông nghiên cứu Phương Sơn Hiệp Luận và Vĩnh Minh Tông Cảnh Lục, được tính giải thông lợi, tự hiệu là Thiên Cổ Cư Sĩ. Ông có trứ tác tập Thiên Nhạc Minh Công. Khi sắp lâm chung, ông bảo người nhà sắm tiệc chay, rồi mời các pháp hữu đến nhà đồng thanh niệm A Di Đà Phật. Lúc mặt trời sắp lặn, ông chắp tay tạ từ mọi người và nói: xin vĩnh biệt quý ngài. Rồi ông đoan tọa mà mất. Trích ở Thiên Nhạc Minh Không Tập.